Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này sống khỏe xanh tươi luôn nha mình. Cây rất chi là sung luôn nha. Cây quá khỏe rồi, cây rất là già luôn này. Cái thân của nó này, rất là già luôn. Một cốt nha mình, lên đây cái thân nó lắc này. Lắc qua rất chi là quái luôn nha. Già cây nữa nha mình nha. Cây này có mã số là 138. Có số đo nhà vườn đo ngay chỗ đây là 55 nha. Cao tính từ mặt bầu lên tới đỉnh là 60. Đang nằm cái bầu đất rinh và bầu ươm luôn nha, là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu bao ship nha mình. 1,4 triệu bao ship nha. Cây quá khỏe luôn nha mình, yên tâm luôn. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới cho nó nữa là ok thôi. Mình xem tham khảo nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Quay mặt sau nhà mình xem nha. Cây rất là quái luôn. Này đầu lũa nha mình. Đó, mặt sau này rất chi là ok luôn nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Cho một em cẩm thị kim cương đen. Rồi mã số 138. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,4 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cả nhà mình là một cây cẩm thị kim cương đen sống khỏe nha mình nha. Phôi này là sống khỏe rồi, phôi này rất là già nha. Quái cây nữa nha mình. Ngay cái tay này là lũa nha mình nha. Lũa này, lũa thép nè. Cái tay này nha. Con đầu sống này, 1, 2, 3, 4 nha. 4 đầu sống, 5 đầu sống. Hôm nay liền nha mình nha. Phôi này sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm luôn. Phôi này có mã số là 140 nha. Có số đo hình gốc này nhà vườn đo là 80 nè. Cây cao tính từ cái mặt chậu lên tới cái ngọn là 55. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 38 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ý thì ủng hộ nha. Cây này rất là già luôn nha mình. Mấy cái tay này rất là nhìn rất là côn luôn, gút cây luôn nha mình. Mình xem tham khảo nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Nút già của nó này rất là già, lão cây nha mình. Đầu này là đầu khô lũa nha mình nha. Đầu khô lũa nè, mạch lũa nha mình. Rồi mã số 140, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,4 triệu bao ship nha mình nha. Cả chậu nuôi cả cái chậu nuôi nhựa này luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha mình nha. Phôi này một cốt nha mình. Chỉ cần đi rất là sung luôn. Rất là già cây nha. Nước da của nó này rất là già nha. Cái này có mã số là 156. Có số đo tổng hoành là 93. Cây cao là 76 tới cái đầu thân chính. Đang nằm cái bầu ươm là 55 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,4 triệu bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này giao lưu nhà mình, nhà vườn sẽ thống hạ chi cành bớt nha. Còn 20 thôi. Để trong quá trình đóng gói vận chuyển đi nó bớt qua đập hơn. Thì mình thốn thì xong nó cũng ra lại thôi. Nhà mình xem tham khảo nha. Cẩm thị kim cương đen. Kè một cốt rồi mình. Về mình lên cái chậu mới cho nó nha. Rồi mã số 156, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,4 triệu bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị một cốt sống khỏe nha mình. Cây rất chi là sung luôn. Một cốt rất là già nha. Cái này có mã số là 157, có số đo hoành gốc là 70, cao là 63. 63 tới cái đầu thân chính đó nha. Cây đang nằm cái bầu ươm là 45.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này về nhà mình lên cái chậu mới chăm nó là ok nha. Chị cần thì nhà vườn sẽ thống hạ bớt khi giao lưu với nhà mình nha. Thống hạ tầm 2-30. Cái này một cốt này, thân nước da rất là già luôn. Nói chung là cái hàng phôi này của nhà vườn giao lưu là cũng phôi tầm nuôi cũng tầm gần 2 năm rồi nhà mình nha. Có cây cũng hơn luôn, nên nhà mình yên tâm hơn. Rồi mã số 157, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu bao ship nha. Cho một phôi cẩm thị một cốt sống khỏe luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha mình nha. Phôi này cốt đế nở này, đế nở móc đầu luôn, rất là đẹp nha, lùng lực nữa nha mình, chỉ cần quá khỏe luôn. Cây này có mã số là 158, có số đo hoành gốc là 74 nha. Cây cao tới cái đầu thân chính nha mình, đầu thân chính là 54, đang nằm bầu ươm là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,3 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, được kiên ý thì ủng hộ nha. Cái này về mình lên cái chậu mới dăm nó nữa là ok luôn. Đây, cây quá lực luôn nha mình, già cây. Mình xem tham khảo nha, đây là lũa nha mình nha, lũa này cây quá già luôn, cây rất là già mà còn lực nữa nha mình, để nở móc đầu luôn. Cây này giao lưu nhà mình thì nhà vườn sẽ thốn hạ bớt chi cành này nha. Còn cũng xuống cũng tầm 20-25 thôi là ok, để vận chuyển nó ok hơn nha. Rồi mã số 158, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,3 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này sống khỏe xanh tươi tốt luôn nha mình, chỉ cần đi nè, rất là sung luôn. Này, cây này hấp lũa nha mình nha, rất là già, một cốt nha. Cây này có mã số là 159, có số đo tổng hoành gốc là 86, cây cao là 60 tới cái đầu thân chính nha, tính từ mặt bầu lên nha. Cây đang nằm có bầu ươm là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,3 triệu bao ship nha mình. Cây là lũa nha mình nha, lũa nè. Đây cũng mặt lũa luôn, lũa thép nha. Cây này về mình lên cái chậu mới là ok thôi, để liền luôn nha. Nước già rất là già. Cẩm thị đẹp nhất là khi mình tưới nước lên thân nó nha mình, càng tưới nó càng đen nha mình nha, một màu đen bí ẩn á. Mình xem tham khảo luôn, cẩm thị kim cương đen nha. Rồi mã số 159, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Phôi này là 1,3 triệu bao ship nha. Tất cả các giá thì nhà vườn đều báo có bao ship hết rồi nha. Còn tất cả các nhà vườn khác thì báo giá không bao ship. Đối với nhà vườn thì bao ship hết, để cho nó tiện một hướng luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này sống khỏe xanh tươi tốt luôn, cây rất là dài nha, cây liền cốt nha mình, liền cốt nha. Cây này có mã số là 160, có số đo tổng hoành gốc là 75, cây cao là 57 tới cái đầu thân chính nha mình. Cây đang nằm cái bầu ươm là 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 700k bao ship nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này giao lưu nhà mình, nhà vườn sẽ thốn hạ ngắt ngắn này bớt nha, ngắn mấy cái chi bớt, chứ để dài quá thì đóng hàng được rất là cực luôn, vận chuyển nó gãy rồi nữa. Về thì nhà mình lên chậu nó sẽ ra cái mới thôi. Cẩm thị nha, cái người khác là kim cương đen. Quay mặt sau nhà mình xem nha, cây này liền hết nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 160, nhà vườn xin giao lưu nhanh, phôi này là 750 bao ship nha, nhanh gọn luôn. Tất cả các giá đều bao ship nha.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này à, ba thân chung cốt tam đa nhà mình nha. Cây sống khỏe nha mình. Này. Sống khỏe liền cốt nha. Cây này có mã số là 161, có số đo tổng hoành là 92, cây cao là 77. Cây đang nằm cái bầu ươm là 45 nha. Riêng cái hoành này cũng tầm à, cỡ 40 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,2 triệu bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về mình lên cái chỗ nó ok thôi. Ba thân liền luôn nha. Bên đây nó có cái cục nụ quái này. Và quái luôn, lũa nha. Nói chung tất cả các cây này đều nuôi lâu nha mình. Sống khỏe hết rồi. Cũng tầm 2 năm hơn rồi. Rồi mã số 161, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,2 triệu bao ship nha. Cho một phôi cẩm thị ba thân chung cốt tam đa này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Phôi này sống khỏe nha mình. Phôi này một cốt nha. Một cốt rất là già luôn nè. Chì cành đi nè, rất là sung luôn. Cái này có mã số là 162. Với số đo tổng hoành gốc này là nhà vườn đo là 85 nha, cây cao là 55. Hoành này là 85, cao 55. Cao 5 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm có bộ ươm là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,4 triệu bao ship nha mình nha. Cho một phôi cẩm thị sống khỏe luôn. Cây này cũng giao lưu nhà mình, nhà vườn sẽ cắt hạ bớt mấy cái chi này nha, cho nó ngắn tầm 2-30 thôi, để mình đóng hàng đồ nó gọn gàng hơn. Trong quá trình vận chuyển nó bớt hao hụt gãy rồi nữa. Nó khỏe cây nữa nha mình. Đây, liền cốt hết nha. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Rồi mã số 162, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua phôi này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bồ đề trắng nha mình nha. Cây này có bồ đề siêu vip luôn. Đây, đế này quá dữ luôn nha mình. Cây rất kia là khỏe luôn. Bồ đề trắng nha, cây lùng lực nha mình. Để đẹp nữa. Cây này có mã số là 186 nha. Có số đo hoành nhà vườn đo đây là 57 nha. Cây cao tính từ cái mặt chậu nha, lên tới đỉnh là 60. Đang nằm cái khay nuôi tạm nha, 55 x 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,6 triệu bao ship nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Bồ đề trắng nha mình. Cây có bộ đế này quá dữ luôn nha mình. Cục cục nè. Hoàn đây nó xoắn eo nè. Quá đẹp luôn nha mình. Cây này về mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok nha. Cây này nhà vườn cũng vô dây định hình hết cho nó rồi. Này, lên cái chậu mới nữa là tuyệt vời luôn. Đây có cái cò nè. Dáng thú luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây này quá đẹp nha mình. Rồi mã số 186, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,6 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn nha. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng sang sản nha mình nha. Tên gọi khác là xương cá. Cụm này là cụm rừng rất là đều luôn, thân của nó này rất là đều luôn, form đều luôn nha, liền cốt nha mình nha. Đây, sang sản xương cá nha. Đây, nhà mình này xem tham khảo luôn. Cây này có mã số là 187 nha, có tổng hoành gốc là 97, cây cao tính từ cái mặt đất này nha, mà lên tới đỉnh là 114. Cây đang nằm có bầu ươm là 50 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship nhà mình. Đây,
cho mình xem tham khảo nha. Một cụm rừng sang sản xương cá nha mình nha. Cây này cũng rất là nhiều thân luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15 thân nha mình. Wow, 15 thân. Giờ mình xem tham khảo luôn. Một thân vậy đồng giá lớn nhỏ 100k. Chịu rử bao ship nha mình. Giờ mình xem tham khảo luôn. Hai cụm này giờ mình lên cái khay nữa là tuyệt vời nha. Khay mỏng mỏng nữa là ok luôn. Wow, cụm rất là đều. Bộ xương đẹp nữa nha mình. Sang sản xương cá nha. Cụm này quá là ok luôn. Rồi mình xem tham khảo, nếu được chiên ý thì ủng hộ nha. Rồi mã số 187, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cụm này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị. Cây này một cốt nhà mình nha. Tay cành nhà vườn làm cũng bán thành phẩm rồi, 70-80% rồi nha. Cây rất là già luôn. Cốt này rất là già luôn. Chính giữa này có cái hốc tích thủy nha. Cây này có mã số là 191. Có cái hòn gốc này nhà vườn đo là 36 nha. Cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 45. Tán ngang của cây này cũng tầm 50-55 nha mình. Đang nằm cái chậu nuôi xi măng lọt lòng là 27 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 750 bao ship không chậu nha. Cái chậu này chậu nuôi xi măng, chi phí đóng hàng gửi đi nó rất là nặng luôn. Mà đằng nào mình về mình cũng thay cái chậu mới thôi. Nhà vườn sẽ rút bầu lên. Nhưng mà cây gửi đi an toàn cho nhà mình luôn, nhà mình yên tâm. Cẩm thị đây, một màu đen này. Khi mà lên nước cái màu đen nó hiện rất là đã luôn. Cẩm thị đẹp là nhất là lúc mà mình lên nước đó nha mình. Càng tưới nó càng đen. Cây này tầm trung nha mình nha. Cây này cũng bán thành phẩm rồi. Về nhà mình lên cái chậu dăm nó nữa là ok thôi, khỏi suy nghĩ luôn. Cây rất chi là sung luôn nhà mình nha. Cẩm thị già cây nha mình. Nhỏ mà rất cái chi là duyên nha. Cây này nhỏ thì nó cũng nhỏ đâu. Cây này tầm trung nha mình. Mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ấy thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 191, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 750 bao ship không chậu nha. Tất cả các bài thì nhà vườn đều báo giá bao ship hết nha. Được thì nhà mình ủng hộ luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt nha mình. Liền cốt nha. Lũa này. Mặt lũa nha. Vườn bể lũa âm thân luôn. Cây này nhà vườn dựng form rừng trên thân nha mình. Cây sống khỏe nha mình. Nói chung cái hàng này thì nhà vườn thuần chậu lâu nha mình, yên tâm luôn. Cây này có mã số là 192. Có số đo tổng hòn cái bể này nhà vườn đo này là 85. Cây cao là 58 tính được cái mặt đây nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 36. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,1 triệu bao ship không chậu nha. Cây này về mình lên cái chậu mới giam nó nha, là ok thôi. Hai cây rất là già luôn. Mặt lũa này, liền nha. Nói chung cái hàng này thì nhà vườn nuôi khỏe rồi, thuần chậu lâu rồi nha, là mình yên tâm. Một màu đen này. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 192, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,1 triệu bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi găng vàng nhà mình nha. Găng vàng có tên gọi khác là găng tu hú nhà mình. Cây này form thiên nhiên. Cây này chung cốt nhà mình nha. Chung cốt bên dưới nha. Hay siêu lũ luôn. Bên đây là lũ nè. Lũ nghiêng rinh nhà mình nha. Cây này sống khỏe rồi. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này có mã số là 196. Có cái hòn nhà vườn đo tổng nha. Tổng hai thân này luôn. Là 30 nha. Cao tới cái đầu này tầm 24 nha. Cây đang nằm ở cái bộ ươm là 22. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn,
300k bao ship cho mình nha. Cho mình xem tham khảo luôn. Đây, để mà giữ cái phần lũa này cho nhà mình cũng khi đóng hàng cũng khó khăn đó nha. Và đập mà nhẹ một phát thôi là knock out liền. Cũng rất là cầu kỳ. Khi đóng cây này nha. Cho mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe nha mình. Đây, mấy cái đầu sống nha, chỗ tay này, 1 2 3 4 5 6 7 nha, 7 cái đầu sống nha. Còn hai cái đầu này thì khô lũ rồi. Cho mình xem tham khảo nha, nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Găng vàng nha mình, 300k bao ship quá mềm luôn nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu nha mình nha. Cốt đế lùng lực luôn. Cây rất là nu cây luôn này. Này, chỗ đây nu này. Lên nu này. Lùng lực nha mình. Đúng chuẩn lùng lực này. Đây là lũa nha mình nha. Này, chỗ đây nó cũng sống này. Rất là quái luôn. Cây này thì nhà vườn định hình hết rồi. Hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây này có mã số là 173. Cái hồn này nhà vườn đo là 30 nha. Cao tầm 26 tới đỉnh. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 850 bao ship nha nhà mình. Cả chậu luôn nha mình. Mình xem tham khảo luôn. Cây này đúng chủng lùng lực bonsai luôn. Tới đây nè. Nó nở nở nó cục nu ra nè. Có cả viên cây nha. Nhỏ mà có vỏ nha mình. Cây tầm mini. Mini rất kia là duyên dáng luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Hải châu lá nhỏ nha mình. Được duyên ý thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 173. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 850 bao ship cả chậu nha. Về mình lên cái chậu mới chăm nó là ok thôi. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi găng vàng nhà mình nha. Găng vàng có tên gọi khác là găng tu hú nha mình. Cây này form thiên nhiên. Cây này chung cốt nha mình nha. Chung cốt bên dưới nha. Này, siêu lũ luôn. Bên đây là lũ nè. Lũ nghiêng rinh nha mình nha. Cây này sống khỏe rồi. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này có mã số là 196. Có cái hòn nhà vườn đo tổng nha. Tổng hai thân này luôn. Là 30 nha. Cao tới cái đầu này tầm 24 nha. Cây đang nằm ở cái bồ ươm là 22. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 300k bao ship nha mình nha. Cho mình xem tham khảo luôn. Đây, để mà giữ cái phần lũa này cho nhà mình cũng khi đóng hàng cũng khó khăn đó nha. Và đập mà nhẹ một phát thôi là knock out liền. Cũng rất là cầu kỳ khi đóng cây này nha. Cho mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe nha mình. Đây, mấy cái đầu sống nha. Chỗ tay này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. 7 cái đầu sống nha. Còn hai cái đầu này thì khô lũ rồi. Nhà mình xem tham khảo nha, nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Găng vàng nhà mình, 300k bao ship quá mềm luôn nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này liền cốt nha mình, liền cốt nha. Thằng nhỏ này nó liền qua luôn nha. Cốt này, rất là già luôn. Lũa là lũa thép âm thân nha mình nha. Cây này thì nhà vườn dựng theo form rừng trên thân nha mình nha. Cây rất chi là sung luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cây này có mã số là 197 nha. Có cái hoành gốc nhà vườn đo đây là 49 nha. Còn tổng là 80. Cây cao là 66 tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh này nha. Đang nằm cái chậu nuôi là 40x28 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,5 triệu bao ship không chậu nha. Cẩm thị cây này rất là già luôn. Lũ thép rồi nha. Cây rất là lão cây nha.
Nói chung cái hàng này thì nhà vườn nuôi thuần chậu rồi, nhà mình yên tâm luôn, nuôi lâu rồi. Cây là liền liền đế nha mình, liền đế nha, đây rễ mà lên đây luôn nè. Tại cái chậu này chậu nuôi cũng đã bị nứt rồi, về mình thay cái chậu mới cho nó nữa là ok thôi. Nhà mình xem tham khảo nha, cây rất là già nha mình. Cẩm thị thích nhất là khi mình tưới nước, càng tưới nó càng đen nha mình nha. Nó kêu một màu đen châu Phi, màu đen bí ẩn nha. Rồi mã số 197, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, được gì ngưng ý thì ủng hộ nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt này, cốt lùng lực nha, mini thôi. Cây rất là già luôn, lũa thép này. Cây này có mã số là 198 nha. Có cái hòn này là 56 này, cao cũng tầm 15 nha. Tới đỉnh này là 25 tính từ mặt chậu nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòn là 32. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn, 400k bao ship nha. Cốt này lùng lực nha, rất là già luôn. Đây, cái này đầu sống nha mình nha. Cây này nhà vườn vô dây định hình rồi, cây rất chia sung luôn, đèn ăn trúng phần này. Mình xem tham khảo luôn, quyền cục lũ luôn nha mình. Mini duyên dáng nha, cây này cũng rất là quái luôn, nhìn như con bồ hung nha mình. Già cây nha, mình xem tham khảo, nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Cái này về mình lên cái chậu mới cho nó nha, ok thôi. Rồi mã số 198, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 400k bao ship nha, không chậu ở nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này nhà vườn làm cũng 70-80% rồi nha mình. Cây này cũng tầm trung nha mình nha. Hai cây này rất là quái luôn nè, có dàn chân rễ nó đơm, nó quyện vào nhau này. Đây, cái này chung với nhau luôn nha, nó dính chung nha. Nó còn quái luôn, già cây nha mình. Cái này có mã số là 199, có số đo tổng hoành gốc này là 44 nha, cao là 38, tán ngang tầm 50 nha mình. Đang nằm cái chậu nuôi xi măng lọt lòng 27 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 750 bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, cẩm thị nha. Đây, dàn chân rễ quái nè. Cái này về nhà mình lên cái chậu mới cho nó là tuyệt vời luôn nha. Tay cành thì làm 70-80% rồi, cây rất là già luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Tại cái chậu này chậu xi măng nuôi rất là nặng luôn, chi phí gửi đi rất là cao nha. Rồi mã số 199, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 750 bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha. Cây này rất là già luôn, cây này hàng VIP nha mình. Lũa này, lũa thép âm nha, cây rất là già luôn. Cây nhà vườn làm tay cành hết rồi, rất là cool luôn. Cây này có mã số là 200 nha, có số đo tổng hoành là, tổng hoành này là 120, cao là 45 nha, từ mặt chậu lên tới đỉnh nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 60. Cây này có bộ tán tầm 85 nha mình, 85-90 á, chiều ngang của tán này. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 2,3 triệu bao ship không chậu nha. Một cây cẩm thị, cái này siêu già luôn, tay cạnh này. Nhà vườn nuôi này, họ bằng ngón tay cái luôn nha mình, này toàn tay cái luôn. Độ già của cây này là, nhà mình xem tham khảo nha, khỏi với bàn luôn. Này có đầu lũa thép này, già cây nha mình. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình nha.
Cây quá sung luôn, hơi già luôn nha. Nói chung cái hàng này nuôi thuần chậu rồi, nhà mình yên tâm luôn. Này mặt sau này nó hơi già cây, nhà mình xem tham khảo nha, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn, xem tin vui vẻ luôn nha. Rồi mã số 200, giao lưu nhanh với nhà mình. Cây cẩm thị này là 2,3 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hồng quân nhà mình nha, form thiên nhiên. Cây này nhà vườn vừa dây định hình nữa rồi. Cây này form một cốt nha, trực lắc nha mình. Này, thân lắc này, xuống ngay đế này lắc luôn nha. Cây này nhà vườn nuôi tay cành này, rất là to, bằng ngón tay cái luôn. Nuôi mấy cái cậy này, hồng quân nha mình nha. Cây này có mã số là 201, có số đo hoành gốc nhà vườn đo chỗ đó nha, là 55, cao tính từ cái mặt đất này nha, lên tới đỉnh là 120, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45 nha, 65 nha mình, cái chậu nuôi lọt lòng là 65. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 2,8 triệu bao ship không chậu nha. Nói chung cây này đóng hàng cũng hơi bị cực nha mình, đóng để giữ tay cành này nè, nhà mình xem tham khảo đó, hồng quân ở nhà mình nha. Cây này cũng nặng nha, hai người á, trái của nó thì ăn là bao ngon rồi, quay về tuổi thơ rồi, hồng quân ở nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên ưng ý thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 201, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 2,8 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt cho mình nha. Cây nhà vườn vô dây định hình hết trong nó rồi. Cốt tay cành này, rất là to luôn nha, toàn ngón tay cái luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, cây rất là già luôn. Cây mé đầu lũ này. Cây này có mã số là 202, có số đo tổng hoành gốc nhà vườn đo là 120, cây cao là 65, tính từ cái mặt đất này nha, là lên tới đỉnh này là 65, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 65 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,8 triệu bao ship nhà mình nha, không chậu nha. Nói chung cây này nhà vườn đang nuôi, đang đôn lên này, đôn lắp còn chôn đế bên dưới nha mình nha, nó còn lắp này, xả đất xuống của đế rất là đẹp nha. Cái này liền hết nha mình, liền hết nha. Nhà vườn đôn đất lên lắp cũng tầm 10 phân, về nhà mình lên cái chậu mới là ok luôn, mình hạ bớt là ok nha. Cây này đóng hàng để giữ cái chi cành này cũng khó khăn á nhà mình, cũng hơi bị cực nha. Rồi mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ấy thì ủng hộ nha. Cẩm thị kim cương đen nha mình, cây này liền hết nha mình, liền cốt nha. Cẩm này rất là già, mình xem tham khảo nếu được duyên ấy thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 202, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,8 triệu bao ship nhà mình nha, không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị. Cây này một cốt nha mình nha, liền cốt nha. Cây nhà vườn đang dựng form rừng trên thân nha, cây rất chi là sung luôn. Cây này có mã số là 203, có số đo tổng hoành gốc nhà vườn đo là 90 nha, cây cao là 57 tính từ mặt đất nha, lên tới cái đỉnh này, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 55 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,3 triệu bao ship nha, không chậu nha mình.
Nói chung là cái thằng này này, nhà vườn đang nuôi này, đang nuôi còn lắp đế nha, lắp đế cả 10 phân lận. Về nhà mình xả đất hết luôn, xả mỏng xuống nha, lên cái chậu mới là tuyệt vời luôn. Cái này liền điều luôn nha. Đây là lũa này, lũa thép nha, rất là già. Nói chung cái này nhà vườn đang nuôi á, chưa có kịp mà xả xuống, xả đất bớt quay ra nó bộ đế nó lòi ra nhìn mới đẹp nha. Thì mình xem tham khảo luôn. Đây, nhà vườn dựng form rừng trên thân nha. Cẩm thị rồi rất là sung nha, đầy ăn trúng phân à. Để còn lắp mấy dưới nữa nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Nếu được duyên ý thì ủng hộ luôn. Này, để lắp này, để lắp sâu lắm. Rồi mã số 203, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,3 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nhà mình nha. Cái này liền cốt nhà mình. Đây, mặt lũ thép âm thân nha. Đây, nhà vườn dựng rừng trên thân nhà mình nha. Cây rất chi là sung luôn nha. Cây này có mã số là 205. Có số đo tổng hoành gốc nhà vườn đo là 130 nha. Cây cao là 70 tính từ mặt chậu. Mặt đây nha, mặt đất nha. Lên tới cái đỉnh này là 70. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 90 nhà mình, chiều dài nha. Nói chung là cây này nhà vườn đang nuôi này, còn lắp đế lắp cao nữa. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship nha mình nha. Nhà vườn sẽ rút ra khỏi chậu bó bầu cẩn thận nha, và cây nó không có ảnh hưởng gì đâu, là mình yên tâm luôn. Cụm rừng cẩm thị nha. Rồi cái này mà mình xả xuống bớt lên cái chậu mới giùm nó, cái khay mỏng mỏng nữa là tuyệt vời luôn. Dựng rừng nha. Nói chung mấy cái cây này thì nhà vườn nuôi cũng hơn 2 năm rồi, rất là khỏe rồi. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 205, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,5 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.